Mang hai chú chó con về nuôi, chúng vừa lớn, cảnh sát liền ập đến vì lý do không ngờ. Sau sự việc này, có lẽ người đàn ông không bao giờ dám mang con vật không rõ nguồn gốc nào về nuôi nữa. Khi đang lái xe trên đường quốc lộ, một người đàn ông Thái Lan đã phát hiện ra hai chú chó con. Nhìn chúng rất đáng thương, ông liền quyết định mang về nhà nuôi. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, ông liền phát hiện hai con vật có nhiều điểm bất thường. Chúng có tai to hơn so với giống chó thông thường và đặc biệt nhất là bàn chân có móng vuốt sắc nhọn. Tuy nhiên, người đàn ông này lại nghĩ rằng đây là một giống chó quý hiếm. Sau đó, ông mang chúng đến trung tâm cứu hộ động vật địa phương. Nhân viên tại đây đã tiến hành kiểm tra y tế và cho biết ông đã không nhặt về nuôi hai chú chó mà là hai con gấu con. Và ông có thể gặp rắc rối nếu không trả lại chúng bởi quy định cấm buôn bán và săn bắt loài gấu tại Thái Lan. Tất nhiên, người đàn ông này đã sẵn sàng trao trả chúng cho trung tâm để họ chăm sóc và thả chúng về thiên nhiên khi cứng cáp hơn. Thấy dưới gốc cây hoa có tiếng động lạ, bốc ra suýt nhập viện vì đau tim. Vừa bóc lớp ngụy trang bên trên ra, chàng trai này không ngừng xuýt xoa. Dưới bụi hoa được ngụy trang vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận một cái ổ vô cùng ấm áp. Một lớp lông dày mịn được chọn làm vật liệu. Hai thiên thần đã hiện dần ra trước mắt đáng yêu đến nỗi người tìm được nó suýt xoa liên tục. Tuy nhiên có một điều mà người này không biết, chỉ cần có hơi lạ chạm tới ổ, thỏ mẹ sẽ rời đi vì chúng cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa. Nếu thấy một lớp ngụy trang tỉ mỉ như thế này, bạn đừng vì tò mò mà mở ra xem nhé. Hãy để chúng được bình yên, không phải nơm nớp lo sợ nguy hiểm rời ổ mà bỏ đi. Cô ngựa duyên dáng nhất thế giới được mệnh danh là công chúa tóc mây nhờ bộ bờm đẹp đáng ghen tị. Dù chỉ là một con ngựa, nhưng thứ mà cô ngựa xinh đẹp này sở hữu lại khiến cho biết bao cô nàng phải ganh tị. Từ lâu, ngựa Haflinger là một trong những giống ngựa đẹp và duyên dáng nhất trên thế giới, nổi tiếng nhờ sở hữu những chiếc bờm dài màu trắng hoặc vàng. Thế nhưng, con ngựa có tên là Storm này lại chứng tỏ mình là con ngựa Haflinger xinh đẹp nhất khi sở hữu một chiếc bờm dài không có đối thủ. Chiếc bờm này được Storm nuôi dài trong suốt 6 năm qua, và cho đến hiện tại, nó đã dài hơn 1 mét, một kỷ lục khó tin. Người chủ của Storm, cô Naomi Pesker, 24 tuổi, cho biết khi Storm lên 3 tuổi, chiếc bờm của nó đã dài quá vai. Nhìn thấy vẻ đẹp kiêu kỳ và duyên dáng của Storm do chiếc bờm đặc biệt này tạo ra, Naomi quyết định không cắt tỉa cho nó nữa mà cứ để nó mọc dài tự nhiên. Và thế là cô ngựa xinh xắn này bỗng dưng sở hữu một mái tóc dài thước tha ấn tượng, trông chẳng khác nào nàng công chúa Rapunzel trong truyện cổ tích Disney. Để Storm không thấy vướng víu hoặc chiếc bờm bị mắc vào mọi thứ, Naomi thường tết nó lại thành một chiếc bím ngộ nghĩnh và tinh nghịch. Không những dài mà mái tóc của Storm còn xoăn tít một cách tự nhiên, khiến cho biết bao cô nàng phải ganh tị. Ngay cả chiếc đuôi của nó cũng dài và uốn lượn đầy mê hoặc. Thông thường, hầu hết những chú ngựa Haflinger đều có chiếc bờm xoăn, đặc biệt khi chúng còn nhỏ và bờm còn ngắn. Tuy nhiên khi chúng lớn lên và chiếc bờm dài thêm thì nó hết xoăn, chỉ có Storm là trường hợp đặc biệt. Tất nhiên, những lúc cao hứng thì cô chủ sẽ duỗi cho chiếc bờm ấy trở nên suôn mềm ống ả như thế này đây. Ngựa Haflinger xuất hiện ở những vùng rừng núi châu Âu, cụ thể hơn là nước Áo, từ thế kỷ thứ 17, chủ yếu phục vụ cho các công việc như trồng trọt, kéo gỗ và chuyên chở. Ngày nay, giống ngựa xinh đẹp này còn được sử dụng trong nhiều hoạt động giải trí và thể thao. Hiện tại, Storm đang sống cùng cô chủ Naomi ở tỉnh Limburg, Hà Lan. Và nhờ ngoại hình duyên dáng xinh đẹp của mình, Storm hiện đang là một trong những chú ngựa nổi tiếng nhất trên Instagram đấy.